Đề cao cùng vợ tái hợp với Châu Bùi trong dự án thiện nguyện khiến netizen ngỡ ngàng. Hành động nhắc đến cặp đôi Đề Cao, Lamin của Châu Bùi trên Instagram cá nhân đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, đây chỉ là một dự án mới mà cả ba có cơ hội đồng hành cùng nhau. Mới đây, dự án từ thiện Sharing y Caring mang phương châm gom quần áo cũ, trao yêu thương mới đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Dự án này được hoạt động dựa trên việc gom quần áo đã qua sử dụng từ nhiều người nổi tiếng. Buổi carousel nằm trong chuỗi dự án Sharing y Caring của Châu Bùi cùng ekip quy tụ nhiều gương mặt hot như Kiều Bảo Trang, Mitchie, Amy, Linh Ca, Mai Âm Nhạc, Thảo Tâm, Hạt Mít. Nhưng hai cái tên khiến dân tình không khỏi xôn xao chính là vợ chồng Đề Cao, Lamin. Nếu đã theo dõi Châu Bùi từ lâu, người hâm mộ không thể nào không biết đến Đề Cao, bạn trai cũ của cô. Trước khi đường ai nấy đi, hành trình bên nhau và sự ăn ý về thời trang của cả hai từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, Châu Bùi và Đề Cao đều có những hướng đi riêng, nhưng vẫn dành những lời tốt đẹp cho đối phương. Dù cặp đôi đã tìm cho mình hạnh phúc riêng, nhưng bất kỳ tương tác nào cũng khiến cư dân mạng quan tâm. Lần này là việc cả hai ủng hộ nhau trong dự án giảm thiểu rác thải thời trang và ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Với sự kiện ý nghĩa này, Đề Cao đã lôi kéo vợ của mình là Lamin tham gia cùng. Cô nàng cũng sẵn sàng chuẩn bị gian hàng quần áo cùng chồng mình. Động thái ủng hộ này của vợ chồng son khiến Châu Bùi rất cảm kích. Không những đăng tải poster của Đề Cao, Lamin lên Instagram của team, cô nàng còn chia sẻ thêm hình ảnh của vợ chồng Đề Cao trên trang cá nhân 3,4 triệu người theo dõi. Châu Bùi cũng không quên dành lời cảm ơn đến người em Lamin khi đã nhận lời tham gia dự án của mình.